Hello anh em. Thì bữa nay là lễ 30 tháng 4 nha anh em. Thì mình hành lý cho anh em hai con mỗi ha. Thì con 300 nha anh em. Anh em nào bắt cặp mới giao được nha anh em. Chim có clip gần đàng hoàng. Anh em cứ kết bạn Zalo thì mình gửi clip gần cho ha. Đây là con đầu tiên anh em. Con này con cầm vàng nè. Em lấy mặt mày chim ép tốt không? Tướng tá bự nha anh em. Quy còm đẹp ha. Đây, con này bữa nay lên lồng gáy nhiều lắm mà nha anh em. Mình hết lồng rồi nha anh em. Nè. Sạch bon luôn. Hồi trước quay cho anh em còn thấy lồng phải không? Dạ là hết luôn á. Bởi mình không lên lồng con kia nha anh em. Thì còn sót lồng mình lên lồng trước nha. Tại mình thấy con này trong lồng trước nó đá ra nhiều quá nè. Bắt ra ha. Thì con này 300 nha anh em, có clip gừng. Anh em kết bạn Zalo đi, mình gửi cho anh em xem nha. Anh em thấy con này tướng đá ok không? Chỉ mép đẹp lắm nha anh em. Này con đầu tiên nha anh em. Đây mình sẽ quay con kia cho anh em xem. Đây nha anh em, đây là con thứ hai. Con này có kèm nè anh em. Đó. Hôm giờ tách kia ra còn hai con. Đây còn con máy con nha anh em. Nó gượt con máy nó gù quá trời luôn anh em ơi. Rồi thì thanh lý cho anh em nào về nghe cái kỹ hay làm gì làm tiện anh em nha. Hai con mới giao được nha anh em. Một con 300, hai con 600 ha. Không bao ship nha anh em. Ship là phí ship là bên người mua tự trả ha. Đó. Cho nên là cần cứ alo nha. Hai con này có clip gần hết nha anh em. Kết bạn Zalo đi, mình gửi clip gần cho anh em xem ha. Thì nói chung hai con này gáy gù nhiều nha anh em. Con kia thì lâu lâu có gù chậm nha anh em. Tại hổm em lên lùm cũng lâu rồi. Đó. Hai con đáng ra hổm bán rồi đó anh em ơi. À, bể kẹo đó. Tự nhiên cọc rồi nói không bắt rồi để lại luôn rồi mày kêu mình giải cọc, nó cọc rồi sao trả anh em đó. Thì bởi vì giờ bể kèo rồi đang thanh lý lại cho anh em ha, thanh lý sẵn lễ luôn anh em, giảm giá cho anh em chơi luôn. Rồi ok, anh em nào cần hang mỏi cứ alo mình ha.